Sáng ngày 5 tháng 8, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Lê Hoài Nam, 29 tuổi, thường trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, để làm rõ hành vi đánh đập dã man trẻ em trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ. Đoạn clip dài gần 4 phút, người đàn ông liên tục đánh một bé trai 5 tuổi, chửi mắng, chỉ tay đe dọa, nhấc bổng em bé lên cao và đập xuống nệm. Trên người em không mặc quần áo, dù em la hét và liên tục gọi ba, nhưng người này còn đánh nhiều hơn. Khi thấy bé bị Nam đập xuống nệm, một người phụ nữ chạy ra ôm đứa trẻ, nhưng kẻ bạo hành vẫn không dừng lại mà còn xông vào tấn công hai mẹ con, bắt người phụ nữ phải lựa chọn, hoặc nó về ngoại, hoặc tôi ra khỏi nhà này. Sự việc được xác định xảy ra trong một căn phòng tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trong đêm ngày 4 tháng 8. Tại cơ quan công an, bước đầu Nam thừa nhận hành vi đánh đập bạo hành bé trai như trong clip. Nam khai nhận trước đây có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ, chưa rõ lai lịch, nhưng đã chia tay. Sau đó cả hai lập gia đình rồi cũng lần lượt ly hôn. Trong khoảng một năm qua, hai người quay về sống với nhau như vợ chồng. Theo lời người phụ nữ, bé trai là con ruột của Nam. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 8, ông Tôn Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An cho biết, các tổ chức đoàn thể của phường đang tới thăm gia đình, tư vấn ngăn chặn hành vi đánh đập, cùng các biện pháp bảo vệ trẻ em đối với những người liên quan.